Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghề khai thác hải sản và đời sống của ngư dân. Tại Đà Nẵng, nhiều ngư dân không còn mặn mà ra khơi, tàu cá phải nằm bờ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, nhiều tàu cá vừa cập bờ sau gần nửa tháng ra khơi. Thế nhưng, nhiều chủ tàu cũng như ngư dân đều không mấy phấn khởi. Bởi mỗi chuyến ra khơi, trung bình mỗi con tàu phải tốn hàng ngàn lít dầu. Trong khi giá xăng dầu đang tăng cao mà giá hải sản lại rẻ, khiến cho những chuyến biển của bà con đa phần là bị thua lỗ. Anh chị bớt họ điên lắm ra, tới bây giờ xăng cao quá mà làm thì không ra. Nên khi lo dứt đời sống là dứt đời thất thú đó chứ, đi bố cũng có chứ. Nên khi chạy dấu đời sống cao quá, họ làm ăn thua lỗ. Dây dòng lên cao thì tụi làm khó ra tiền lắm. Dây dầu nó rẻ rồi, nhà nước xem xét lại tình hình rồi. Chứ ra khơi đây càng ngày cá mực đó nó thì nó rất là rẻ. Mà dầu lên cao là chúng tôi làm không ra tiền nổi mà để lo gia đình. Có thể là nghề biển chúng tôi là đi đứng. Nhiên liệu chiếm từ 50 đến 70% chi phí của mỗi chuyến đi biển. Vì vậy mà giá xăng dầu tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho hoạt động khai thác hải sản. Nhiều ngư dân không còn mặn mà chuyện ra khơi, thậm chí chấp nhận để tàu nằm bờ nhiều tháng trời vì càng ra khơi càng thua lỗ. Còn về cái lượng tàu cá thì nó vô rất ít. Giá xăng dầu bây giờ cũng tăng cao quá nên họ cũng ngại lái lắm. Vừa bà vô bán cá ngay nói là cũng là cá nó không tăng mà về giá thì nó giảm nên họ ngại đi biển. Việc giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến cho việc khai thác hải sản gặp khó khăn, mà về lâu dài còn ảnh hưởng rất lớn đến nghề biển. Nhiều ngư dân không còn mặn mà gắn bó với biển khơi như trước. Bởi khi thu nhập không cao, đánh bắt không hiệu quả, người lao động trên tàu tìm cách chuyển nghề là lẽ đương nhiên. Theo đó, số tàu nằm bờ cũng ngày một nhiều thêm.